Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 4, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc. Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí của Bộ Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, trong ngày 13 tháng 4, sẽ có giấy phép xuất xưởng đối với lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là lô vaccine Moderna đã về Việt Nam tối ngày 8 tháng 4. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng nói, trong chiều ngày 13 tháng 4, lô vaccine đã kiểm định xong sẽ được chuyển đến Quảng Ninh để ngày 14 tháng 4 tiến hành tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vaccine sẽ được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiến hành tiêm cho trẻ em lớp 6 trên toàn quốc. Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine Madonna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine được tiêm bắp với liều tiêm bằng 1 phần 2 liều cơ bản của người lớn tương đương 0,25ml, giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại. Tỉnh Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sang tuần sau, cả nước sẽ triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em ở độ tuổi này.